Xin chào ông bà cô chú anh chị và các bạn đã xem kênh Dân Chả Đồng Quê. Thì cái phần cá biển á, mà diều mặn á, rồi đem đi kho xong rồi nè ông bà cô chú ơi, thì cá nó cũng đã mềm rụt hết trơn rồi. Bây giờ á, thì sẽ lấy cái phần mía này ra. Trời ơi nó đỏ mẹ ơi, cái này không cần phải sút cà gió luôn, cái màu nó cũng đỏ nữa. Cái này á, là vì sử dụng mía với nước dừa với đường chải á, cho nên là cái màu nó đỏ rất là êm luôn. Cá thì mình kho từ mình làm một ngày một đêm á là nó mới mềm hẳn luôn, con cá còn y thinh luôn. Thấy nó còn nguyên vị nhưng mà nó đã mềm hết rồi. Bây giờ là Diền sẽ làm cái phần nước sốt để mà sốt lại những con cá này giống như là cá mồi người ta thường bán á. Trước tiên là Diền phải lấy mía ra, rồi mình chắc cá qua cái nồi nhỏ hơn. Lấy cái nước kho cá nè, mình làm nước sốt luôn, nó mới ngon. Bữa nay là dọn chạy lại nó hơi bề bộn tí xíu nha cả nhà. Bữa nào gì có thời gian rảnh, có cá biển nó rẻ rẻ thì sẽ kho làm một cái video để chỉ dẫn cho cả nhà kho nha. Bữa đó do tối quá cho nên là mình không có ấy được. Thì trước tiên gì sẽ chắc nước ra. Nước à, bên cái thau, lát nữa lấy cái nước này mình đem thử lại. Đây, cá mình sắp theo từng lớp như vậy đó. Cá này thì sẽ sắp qua cái nồi này cho nó gọn lại á. Rồi, con cá rất là dẻ và cứng. Cái này mình lại phải nhẹ nhẹ tí xíu nha, tại vì xương nó đã gục hết trơn rồi, nó không có còn cái gì tạm bợ trong này hết trơn á. Thơm quá trời thơm luôn. Cái này phải lấy từ từ, từ lớp vậy nè. Lúc mà chắc thì mình cũng chắc lớp để cho dễ lấy. Giờ chị sẽ làm cái phần nước sốt cà gió. Trước tiên thì mình sẽ cho cái chảo lên nóng chảo, thì sẽ cho một ít tỏi sấy vô để nó thơm. Còn đây là cái phần mà cà gió chị xay nhuyễn ra nè cả nhà, cho vô luôn. Ui ơi, nó rất là sợp, nó sánh lên. Cái này là cà gió nguyên chất luôn đó. Vì muốn cái màu nó đẹp hơn, mình sẽ để vô một ít tương cà. Đây là tương cà ngoài chợ có bán. Sẽ cho vô đây hai giá tương cà. Có tương cà vô cái màu đó đỏ nè. Yeah. Mình muốn cái màu đẹp hơn thì mình cho tương cà nhiễm chút xíu nha. Còn cái nước cá này mình kho nè.
mình sẽ cho vô đây luôn nha, cho hết vô luôn. Rồi bắt đầu mình bắt lên cho sôi, nêm nếm cho vừa khẩu vị của mình đó. Cái cà gió này ở Diền mua nó không có được chín mùi cho mấy á, cái màu nó cũng không có được tươi hung nữa. Màu gì cũng khá là giống rồi nè. Cái này màu đỏ của cá với kho mía, nước mía nó gà nó đỏ. Giờ mình sẽ bắt cho sôi lên rồi mình nêm nếm nha, cho vừa khẩu vị của mình là được. Nếu mà cái nước cá này kho nó vừa rồi là mình không có để gì luôn. Đây là cái phần nước sốt mà Diền làm nãy giờ nè. Đó. Cái màu nó rất là đỏ tươi luôn nha cả nhà. Quá êm luôn. Thì ở chợ người ta bán á, là người ta để bột năng vô á, cho nó có cái độ sệt. Còn Diền ở đây là Diền sẽ không để nha. Mình sẽ để nước như vậy đi. Giống như là ở đây đa phần là ăn cơm là nhiều, người ta chan nước này á, nó cũng ngon nữa. Bây giờ Diền sẽ thả nước qua đây để mà bắt lên kho thêm nằm tầm khoảng nửa tiếng đồng hồ nữa cho cá nó thấm gia vị thêm á. Cái này Diền có thêm miếng muối với miếng đường nữa cho nó vừa ăn. Ôi cái màu đẹp quá nè Bảy ơi, lát Bảy có mua không? Ngon cực đỉnh nha. Cái này thì Diền sẽ cho xăm sắp à. Còn phần nước dư còn lại á, ai có xin nước thêm á thì mình cho thêm. Cái này nước ngọt của từ cá nè, rồi nước dừa nè, rồi thêm cái phần mía nữa. Sẽ bắt lên nấu khoảng nửa tiếng nữa đã xế xế chiều là mình chuẩn bị đi bán được. Mình có cái phần để hạt nêm với bột ngọt của nó hết chị ơi. Cái lượm để bỏ kiểu gì sẽ đi bán nha bà cô chú ơi. Nóng quá đây cái nồi cá mồi của mình nè, rất là hực hở y gan luôn. Cái này là không để màu gì hết, mình chỉ sử dụng là cà chua với lại tương cà thôi mà nó đỏ đến mà vậy tự nhiên của thực vật. Rồi bây giờ mình sẽ đi bán. Quá ngon đi bé ơi. Còn dư cái phần nước sốt đó gì có đem theo, giống như là ai có ăn nhiều nước thì mình cho thêm nước là miễn phí. Thui hàng luôn, đập hộp luôn. Ngồi đây có ai mua cá mồi chịu cơm không? Cá mồi Bảy 5.000 một con. Cá à, cá biển mà cá gì quên rồi Bảy. Sông. Cá sông. Hỏi bốn con. 50.000. 20.000. 20.000 cá. Không, 4 con 50.000. Chịu 50 thôi làm dữ luôn. Chịu 50 thì ta ăn 20. À đâu, cá biển này ngon nè. Mua ít là ăn ngon, không có bán nữa. Mua mới hẳn đó. Vậy lấy thêm 30.000, 6 con. Phải không? Có khuyến mãi không? Ở con quán kìa, em chỉ đẩy thôi. Cái tay sao ngựa vậy vậy, mình khúc trang. Không cảm Mấy ơi. Một chị không đi lại. Nè 30.000 nè, mở hàng nha. Dạ. Chúc mua mai bán đắt, đi vô tới đường là hết. Dạ cảm ơn. Còn có ngớ vậy. Ngớ vậy kêu con tiếp cái gì. Kêu mỏ quá không? Dạ. Thơm quá. Thơm, cá hồn dễ dàng hơn, ăn không có hiếm. Chị mua nhiều đi nghe chị. Để ngon rồi em hết. Chụp đi. Chụp đi vô có được đâu. Trả 30.000 ở đây, đưa 50.000 nè. Dạ, cái vụ này làm được. Phải không? Dạ. Có lỗ không? Không chị.
phụ nó ngon lắm. Ê, chắc bánh mì cũng ngon. Dạ đúng rồi. Hay quá ha. Sao thích cái bánh mì này cũng hết hồn ơi. Bà bảy liệu. Lên vô gì? Lên vô. Cao vô tí xíu. Đó chứ. Ngon hay thơm, thơm mà con cá thơm thiệt. Mình dốt á thì mua ăn đi cho chắc. Đúng rồi, không biết làm mua ăn đi cho chắc. Nói chứ này một ngày một đêm đó bảy rồi mới làm có đâu bữa lỡ tay có đồ luôn nhiều. Dạ bữa lỡ nhiều với con bảy mơ chấm bánh mì nước còn nhiều lắm mà chưa lỡ người sao nữa chứ còn một kéo rồi cô xây cua mà con biết cái này là phải sử dụng nước nhiều. Có nhiều người tưởng là con cá nó bự bởi vì mua bốn con mà ai nhận cá thì vừa ăn chục con rồi. Em cảm ơn nghe chị ạ. Chờ lửa chạy nắng đi không à tại vì sớm giờ mới vừa xong đó chị. Mấy em bữa nay bên cái đội dọn dẹp nhà nữa chiều nay là bắt nồi cơm lên là xong rồi đó. Năm ơi con cá mồi hả không ăn cá mồi luôn. Này có bánh mì để vô. Dạ, để mình chấm. Gió lấy không? Thôi, sẵn lấy luôn đi, khỏi đi ngoài. Mua cho mẹ coi, chục con. Chục con luôn. Trời ơi, bảy mở hàng chục con luôn. Là em sẽ bán được một chục con. Cái gì đi? Mời tiên sinh. Cái gì không? Chồng con gì? Chồng con mấy ký à? Lấy cái sạn mà cái sạn mình lấy sạn là dẹp lỗ đó em. Nghe tiếng em nó cũng đúng trời. Ước gì bầu nó cũng được cũng vậy. Tao vô tao ngủ một giấc. Trả lời vậy đó. À, không em là không cho gấp mà nhẹn. Phải gấp lắm. Không cần á, không có gấp được. Không gấp tôi gấp rồi hả? Gấp rồi bị tâu dạ. Điểm bắt đầu không nhỉ? Gấp không ê đây. Giá dừa nước, tao đâu giá dừa cá đâu. Cái này á là phải nước ra bỏ nước ra quá cho nó khô.
nữa mà dạy gì không bán vậy bạn. Tự thấu cho anh tao luôn, tao lấy 2 chừng ngàn. Kho cái này cũng là một kỹ thuật đó nha. Kho nếu mà không thấy là lơ mơ là nó bị bể cá hết trơn à. Rồi được không? Ủa sáng xe bự hơn còn lên được mà. Có thể ra khỏi sân. Đây, nó mọi tới rồi đây. Cá này thì nó đều đều với nhau không à, nó có bự nhỏ. Trời ơi, ngoài Tết ngoài mua gì đó hả? À, mua được con đi, cho con thấy nha. Sát xuống máy, sát xuống máy. Mua xuống đi. Gió nặng quá hả? Dạ, gió quá thì ra. Mới ra đợi thấy mới. Cá mồi này chú Hai ơi. Úc ơi, cá mồi Úc ơi. Cá biển con làm cá mồi nè. Dạ. Rồi ấy con 4 con. Dạ. Để cái bọc đi nha. Đây. Dạ, cá mồi hả? Dạ, cá mồi bà Tư. Dạ, cá mồi bà Tư. Dạ, cũng không bánh điện. Từ 2 ngàn đi 3 ca, ở đây
ăn ngoài phải 5 con, 5 con 10 ngàn 2 con. Mẹ ăn cơm ngon dữ à. Không, cái này mà Tư khỏi thử. Con làm vừa ăn cũng giảm 5 ngàn con. Để mua cái gì à? Tính nói giờ đó. Nào đi mua. 50 đồng, 70 con. Rồi 30. Thì sao lấy cho Tư 4.000 bốn con với hai bà Tư nha. 20.000. Cảm ơn ha. Nhà chắc có cái đậu trong á Lư ơi. Có đậu luôn. Trong bụng á. Vậy hả? Dạ. Không có ai cũng mặn được gì đâu. Sao thấy trời. Thấy vậy đó chứ nó đầy đủ phụ tùng tùng đó chứ nó không có thiếu. Này nha. Này hấp rượu. Dạ, rượu xương luôn. Dễ ăn. Cái này bà Tư chỉ hâm lại thôi. Thì khỏi cần phải thử cái lại đẹp mà ta vừa khéo mà dễ ăn. Thôi để con ăn miếng được. Cái này đang tới ngày chưa hết. 2 ngày. Rượu xương rồi luôn ăn dễ ăn nha Tư ơi. Ừ, nó có xương. Rồi, cảm ơn nha cô Tư. Rồi. Cô gái không? Thì có hai cô gái à. Nhìn là biết không bằng rồi. Sao bạn? Nói là biết không bằng. Thương hiệu có mời bà hai cô ạ. Hai cô à. Còn cô ba cô này mình nhái mà. Anh bỏ đồ có mua cái mồi về cho vợ con gì anh không hay anh ăn không? Lát bánh bốn con. Anh lên thì mua hai con đi. Anh thương hiệu hai cô thử coi bằng ba cô. Dạ thử coi bằng ba cô. Bằng ba cô không? Khỏi đi, khỏi cái kia đi. Không, mình vậy đó nãy đã cản đi với bạn ta rồi, ta hao cái bầu. Khỏi đi, cảm ơn nha. Mà phải trả rồi. Rồi, nói nhiều. Cảm ơn nha. Chị. Trong bảy bốn ngàn rồi đây. Bốn con đi, chẳng 20 ngàn. Còn nhiều quá, không có nhớ nổi mua gì kìa. Bà mẹ kỳ cục không đứng đây mà nó không ghé lại cho nó hùng chạy luôn thôi đi chồng hành nữa đi chồng con luôn đi chồng con luôn. Lậu về nhà bà hai kìa. Bữa đó không có nói gì không? Dạ. Bữa đó không có nói gì không? Dạ, không có chuyện. Vậy hả? Dạ. Người ta đi mày tính tiền. Dạ, không có chuyện cục à. Ngậu đi đâu? Khác thôi rồi, về gì? Về không thấy là buồn rồi, rồi đó, dặn rồi đó nghe. Cho mượn luôn. Đó là muốn mua rồi cho mượn luôn. Ông ta dám mua mà kêu lấy hoài. Đúng rồi, về kho liền luôn á, còn tương xanh luôn á. Của cái anh này anh có mua không? Để thôi anh đổi ý nha, anh muốn ăn cũng hết rồi nha. Mua đi không, trả tiền ra đâu, ông kia không thấy không trả tiền lại trong à. Vậy chứ bị còn có thể nó nhiều xích đuôi nè. Quay ngoài thôi, chống mặt quá già cả quay vòng vòng rồi. Cá mồi mà sao ơi. Cố ơi, cá mồi cố ơi.
em. Để con vô cái bọc ở sáu vô cũng giúp nha. Có mua cá mồi không, chay mặn dùng được. Tội lỗi chay mẹ đi. Để bột riêng cho nãy là nó lân niu như trứng nè, mà hứng như hoa, không dám đụng luôn. Uống chưa? Này chú Ninh, 5 can con, chị Ba cá mồi này, chị Ba cá mồi nhà làm, không có qua trung gian ai mặn hết. Mấy em mặn đó, chị ăn thử đi. 5.000 con, 5.000 con, thơm mùi cá mồi hết sức. Ủa, cá mồi thơm mùi gì vậy? Thơm mùi cá mồi đó. Miễn có mua là được rồi, mấy con cũng được hết. Thơm phức ha. Chị thấy mấy em hay không? Tại vì người ta thường hay sợ sạp á chị. Là người ta để bột mì phẩm. Còn này em muốn có để bột tự nhiên luôn. Chú Hải ơi, cá mồi nè. Mua về chú ăn hoặc cho vợ con ăn, ba má ăn. Cá mồi 5.000 con. Cá mồi. Ủa là không mua đó hả? Chị quên lần nữa hả? Hai con. Ủa?
mình ăn hai con đi. Dạ. Cái bột bự đâu mà dễ mất. Thơm chưa? Thơm mùi cá mòi. Nó mòi nữa. Chị Liễu này giống tiền nè. Chị nói chứ thơm coi. Đừng bán cơm. Sáng chị tự mua cái nồi. Mua tắm. Không chị, lúc trưa chị. Dạ. Mấy em rồi. Tặng rồi. Có ba mới để mau không? Dạ, cho mấy em học sinh đó. Dạ. Chị ơi, em có tiền hồi rồi chị ơi. Hồi tiền thì hết thôi, em không có hồi, chị đưa em đẻ, em đi chị vào. Tại em thấy nó còn ít. Dạ, cảm ơn nha chị. Dạ, cảm ơn chị nhiều. Ủa nãy giờ bảy lấy trong đó ấy không? Biết không? Nhớ em đếm một bao nhiêu tiền. Hôm nay em không có đếm. Có mùi bắt ghét. Rồi vậy rồi sao? Trở lại lúc đầu coi. Quay ngược thời gian, chờ chị. Ban đầu giờ mượn cá trả lại tiền. Điếp lại hả? Dạ điếp lại. Để lên nữa hả? Dạ để dài dài lên luôn chị. Trời ơi, hơn đầu bằng tháng nha. Thì bữa nay chú Năm đẹp trai dữ. Cô có mồi cho vợ ăn nè. Phá hiếu luôn. Chiên rau đẩy đi. Thấy nó ngon quá trời rồi mua đem về kho. Giống như
mồi, Thím Hai ơi. Thím Hai ơi, cá mồi. Cá mồi mới ăn đó chú ơi. Dòm chị tìm mà nói chuyện với cô Trúc. Chị đẹp lắm rồi chị. Rồi để chị tìm mấy giờ nè. Cá kho miếng. Cá miếng. Chị Mai ơi, cá kho miếng này chị Mai ơi. Cá biển. À cá biển chứ phải cá lòng mình nè. Dạ, cá biển. Rồi bán sao? À, 5.000 một con. Để lấy hai con đi. Dạ. Thử đi ha. Thử đi. Tại còn đồ ăn. Tại mua ủng hộ vậy. Dạ. Dạ. Không sao hết. Có ủng hộ là mừng rồi. Ủng hộ là vui à. Đưa giấy chứ. Đưa giấy bả rồi nó thấy nó màng gì đó. Trả cho chị tiền, anh chị tiền đi kìa. Báo không à, báo chị tiền. Ai báo, ai báo ai? Chị mang chiếc này chiếc kia vậy đó hả? Sao mà mất á. Cái trầu mà tôi hủi miệng trầu đó. Chị hai con hay chị già. Đâu còn có sắt không phải. Ủa ơi, mua cá mồi không hai? Này mai ăn. Cái này mai ăn cũng dạ. Nè chị tiền trả nha. 5.000 con đó. Dạ. Cá biển. Dạ, cá biển. Thì cá mồi cá biển. Không, chị cũng có cá mình nữa. Dạ, cái mới kho còn nấu thịt luôn rồi chị. Cá mồi chị ơi. Hồi một hồi cuối xe tôi là tôi mất thường đó. Để như chút nó là bộ địa như chuyện cái miệng. Chị Mai có ăn có mồi không chị? Dạ. Này chấm liền luôn á chị Tiền. Có bánh mì chấm, có bún chan ngon. Chút bánh mì nóng giòn. Đâu anh không có ăn đó bây giờ mà.
À, gặp ta ngẫu hay ngày thường gặp ta cái ăn tương nha. Cứ tới khi ta bán đồ tương ăn mặn nha. Có đâu. Bắn cự. Ủa? Vậy chưa ra hỏi mua nhiêu mà ta sẽ tổ cái dạch bọc rồi. Cái này. Có mồi chị ơi. Mồi dẹp á hả? Dạ. Có mồi chị nhà. Chẳng nhà con chị. Có nhà. Cái đó là cá. Cái đó là con cá chích. Biết sao má thì bá chịu ăn cá đó thì mua cho bả. Thử con cá này coi. Cá này. Cái đó là sập hơn con đó đó nha. Dạ. Cá này ngọt dữ lắm luôn. Nó thịt nhiều. Cảm ơn nghe chị. Thôi mua hai con đi. Dạ. Mình thử đi coi đó ngon không, lần sau sẽ ủng hộ em nữa. Về. Về. Gì? Gì nói gì nói lại coi. Về. Về hả? Về. Thì cá mồi nè chị, 5.000 con chị. Thử cá mồi này tôi mới đem kho có ngon không? Chị ơi cá mồi nè chị. Dạ có nhiều người ta không chịu được cá ba ăn không có được các chị. Hai con. Rồi, cảm ơn nha chị. Dạ. Thank you.
tiếp rồi ai nghe tính mua đồ tiếp rồi đặng đổi mà không mua kế luôn có màu chị ơi mua bánh mì ngồi nặng luôn đi lấy ơi. Trời giá nữa trời. Về nhà. Ủa anh bán nhiêu ổ hả? Ba tao bán có 2.000 ổ có 5.000. Ổ bánh mì đỡ con cá. To. Bánh mì nấu giòn đi. Giờ muốn nói gì đâu. Giòn nha. Giòn hết hả? Em ổ bạn. Bán nãy giờ được có mấy chục ngàn, 5.000 hết mẹ ơi. Nãy giờ mua cá mòi đó, ông ghét xuống thì mấy bà đang đón mua bánh mì chứ á. Nhét cá mòi vô cá mòi đó. Bánh mì này mình gọi có bớt không? Năm ổ có bớt không? Gọi có mua tiếp cá mòi tôi không? Bà Tám ơi, cá mòi bà Tám ơi. Dạ. Này bánh mì ngọt hay vậy anh? 5.000 con. Bánh mì ngọt hay vậy? Bánh mì đặc biệt. Bạn có thử cá mòi gì lại nhiên? Bánh mì nấu giòn đi. Bánh mì nấu đi. Muốn hỏi luôn. Bánh mì giờ gửi ảnh đi thì nào ăn hả lấy? Rồi cảm ơn nhiều. Lấy hai con cá mòi. Hòn ơi, bà mày tay bà kẹo nãy thử đi về đây ăn thử coi có con kho coi có ngon không ai bán. Ừ, hai con có cái này ngon quá. Nhà làm nha. Không phải là mua rồi bán lại nha. Đẹp chân quá vậy con bự ra. Ủa con đẹp chân luôn. Đẹp như con cá vậy hả? Đây mình cầm cho cứ đưa hoài từ từ để ta lấy sợ người ta không lấy tiền không dễ à anh bán bánh mì cho người ta mà dễ gì ta không bán lại cá mòi mấy chị mấy cô ơi mua cá mòi vô nấu cơm ăn khỏi làm đồ ăn mấy chị mấy cô ơi có bánh mì luôn nè mấy cô ơi sẵn anh bánh mì đi mua luôn rồi cảm ơn nha anh sáu dạ sáu ăn cá mòi không sáu 10.000 ăn sao đủ trời trời ơi sao mà không đủ con nhiêu mà cho đủ ba người ba con đi gì? Ăn nó có biết ăn đâu không đương ăn thử đi nó không nghiện con mới sợ chứ nghe nó có biết ăn đâu. Con nói bự với em sao thấy nó kỳ em sao mua thêm mà em sao mua phải từ tay của chị cảm ơn chị dâu còn hơn sao còn trời cá mòi đi thím mấy chị ơi hai ơi cá mòi tư cá mòi tư tư cá mòi không mà tư cá mòi cá gì vậy cá biển cá biển cá sòng á đây nấu coi con ở đây rồi vậy mà con nghĩ xấu chút không cái này là 5.000 một con đó bà tư con lựa con nhỏ và con chừa lại cho con nghĩ cá mòi con chị ơi hai con này kìa mấy con dạ, dạ anh nghe mốt ơi bữa nay út về sớm đâu có 2 giờ về dạ. Phải vừa lấy cái chén mẹ rồi dạ, phải lấy cái gì nhập vô cái mình mắc sốt ra nó ghiệu quá cái nó hao nó cái tập dạ, dạ, nãy xách cái tô qua tại vì tôi lấy đi cô đợi cho mà mấy con phải gió đồ ngon lắm
Kho cà gió hả? Dạ, sốt cà gió ngon lắm. Cà gió thôi. Ừ, bây giờ mày đứng đây đợi khi đem cà phê dính cho người ta. Dạ, 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 không sao hết. Củ hủ dừa. Ai cá mòi nè, củ hủ dừa. Ba Tư, cá mòi không ba Tư? Cá mòi chị. Cá biển. Chị, áo đổi nè. Đó cá mòi phải không? Đúng rồi. Chị cá mòi nè chị, nhà làm chị. Phải biết chị nãy khỏi mua để ăn à. Thôi cái này vừa mới ăn. Nè mới khỏi còn nó vừa ăn nè. Khỏi năm. Thêm cơm thêm nè. Đi đem cơm thì lấy này ăn luôn. Thử cái coi. 5 ngàn con hả? Nghe cho em còn ống. Đó. Tròn thôi. Về. Phải chờ nó lâu sao không? Sau đó chưa lại sau đó này mời em về. Nghỉ chơi chị luôn. Cá biển thôi chứ thôi các bạn. Này cá biển chị. Cá biển thôi. Tại vì cô Diện đi khách chăm đó, thấy nó ngon mà mua dần kho thử cho bà con ăn cũng rất nhiều người, nó ăn được biển không được biển nước vậy. Cơm không đúng rồi anh. Tôi mua hai con tí. Dạ, dạ. Hai con. Không như chị ăn không được thì chồng hoặc con ăn coi thử có được không? Vậy đó hả? À, thấy ngon quá thử không? Ủng hộ không? Chị ăn thử đi, mai mốt em kiếm cá dảnh em kho cá dảnh. Không, lần này có là làm thử nè chị, cái này em thấy nó đạt. Tại hồi đó giờ không có kho cá biển á chị thử. Được cái mình kho thử lại nó làm sao. Con cá mà kho cá đây lắm gỡ vô là cái gì mở kho cá biển. Dạ. Không, cái này là cái hương vị tự nhiên không có ốc, nó ngon. Đi khỏi cái bọc này đi cô. Có bọc hả? Ừ. Hai con chứ. Hai con thôi. Dạ. Cảm ơn nghe chị. Chứ nhiều đây là ăn bụi. Tao có cái chảo cá làm gì nè, tao để vô luôn được không? Dạ được chứ. Ủa thôi đừng, không ngon đó bà. Sao không, cái này mình không ngon. Không ngon đó bà Tư. Ghen. Không ngon đó. À, dạ rồi, cảm ơn. Mời qua đây chị ha. Tại vì để hai mẹ chảo luôn, hai thím luôn. Dạ. Rồi, mình nghỉ bác mình đi về. Thôi hả? Cái này mình chừa lại mình ăn để bán hết, ông Tư không có ăn. Phải không? Rồi vậy là kết thúc đi. Tại vì mình gên mình gán nè, còn nhiêu đây nè. Nhiêu đây là vừa luôn rồi. Còn bán nữa đúng không? Nói vậy chứ vẫn lát có người mua nữa cũng bán nữa. Kìa chị vậy đồ dồn lại quá trời, lại mời là xỉu à. Rồi nè cái cọc thấu này. Tâm xanh mình đổ ra rồi. Ở chơi á là mấy chị em ở nhà cũng tính hết trơn rồi. Tại vì mình cũng đếm từ con để tính ra coi mình chia ra mình bán coi có lời bao nhiêu á cả nhà. Thì một nồi cái mồi như vậy á thì tính ra thì nằm tầm lời cũng gần 100 ngàn. Tiền xăng dầu nữa chắc là mình tháo về không sao. Nếu không mình vào được như vậy. Hai mươi bảy là nằm tầm lời cũng gần 100 á cả nhà ơi. À, còn nhiêu đây á thì dì sẽ chừa lại để gia đình thưởng thức nữa chứ. Thôi dì cũng xin tạm dừng video tại đây nha. Chúc quý ông bà cô chú anh chị các bạn xem video thật là vui vẻ. Giờ xin chào và hẹn gặp lại. Bye bye, bye, bye cả nhà.